Các bạn nào muốn có thật là nhiều con Huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con Huy lên tới 419 con Huy, hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục đưa tới cho tất cả bạn rất là nhiều sự kiện mới cực kỳ hay và cực kỳ thú vị các bạn nhá. Sắp tới thì chúng ta cũng có một ngày, đó chính là Black Friday. Thì ngày này thường chúng ta có rất là nhiều sự kiện giảm giá đúng không? Rồi, thì xíu nữa mình sẽ review cho tất cả bạn chúng ta xem qua về sự kiện này nhá. Tiếp theo thì nói chung là bạn nào đang xem, chúng ta đừng quên là ủng hộ trên kênh của mình để chúng ta nhận được các phần quà skin nhá. Cái này thì mình nói khá là nhiều và nhớ là tham gia mini game. Nhiều bạn thì vào cứ xin skin thôi, người ta bảo rồi phải chơi mini game thì mới được nhận quà bạn nhá. Và nhiều bạn hỏi mini game như thế nào thì các bạn cứ bình luận một con số bất kỳ kèm theo tên nick của các bạn phía bên dưới là ok bạn nhá. Bạn nào trúng thì mình sẽ kết bạn qua tên nick và phần quà mình sẽ gửi qua cho bạn luôn đó. Thích phần quà skin nào thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình sau khi kết bạn xong là ok nhá bạn nhá. Đó, nhớ là tham gia là chúng ta được nhận quà rồi. Và tiếp theo thì hiện tại trong game của chúng ta thì mình thấy ấy, chúng ta đang có vài sự kiện mà mình thấy cũng khá là ngon. Có sự kiện đó chính là nạp cùng hội này. Sự kiện này thì mình cũng có nhận full quà rồi. Bạn nào đang xem thì nếu mà chưa biết cách chơi thì nhớ là xem video trước của mình để chúng ta biết cách chơi nhá. Đây mình full quà 5 mốc rồi này. Tiếp theo thì sau khi 5 mốc xong ấy thì phần quà nó cũng gửi về trong cái phần hộp thư. Đây mình sẽ vào phần hộp thư thì chúng ta có cái gì đây nhở? Phải quay thời không này, rồi là đá tiến hóa Van Hên. Đó, chúng ta được 5 viên đá tiến hóa các bạn nhớ. Ở đây mình có thêm vé kho báu này, rồi mấy cái phần quà này là chỗ khác. Phải quay thời không này, và kèm theo thì ở đây mình có dương trang phục chọn một các bạn nhớ. Mình sẽ nhận tất cả các phần quà này luôn. Đó, mình thấy là dương trang phục này, dương trang phục chọn một ấy thì skin cũng khá là ngon đâu nhở. Gần đây nhận xem nào. Đó, mình có vài dương skin này các bạn. Đây chúng ta có Murat này, Murat thích khách sa mạc. Skin này nói chung là mình thấy là cũng khá là đẹp, mình sẽ chọn skin này luôn nhá. Skin bậc S nhưng mà hiệu ứng thì cũng khá là ok, nhìn khá là chất lượng. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ đưa tới cho tất cả các bạn một số sự kiện mới về ngày Black Friday. Bên server nước ngoài thì người ta đã cập nhật, người ta cho bên server nước ngoài trước rồi. Bên server chúng ta chắc là sẽ sau, nên là mình sẽ qua bên server nước ngoài review trước cho tất cả bạn xem nhá. Chúng ta cùng let's go nào. Và tiếp theo thì mình đang có mặt bên server Thái Lan các bạn nhá. Thì bên này mình cũng có review qua một số sự kiện mới như là sự kiện DC trong mấy video trước, và bên đây có ra mắt trước so với bên server chúng ta ấy, nên là cứ qua review trước cho tất cả bạn xem. Ok, đầu tiên thì mình qua mình thấy là chúng ta có một sự kiện nhận free một trong 5 skin các bạn nhá. Chúng ta có skin của vị tướng Josie này, rồi là Chrissy này, Butterfly này, đó khá là ngon. Các bạn chỉ cần chúng ta hoàn thành xong các cái nhiệm vụ thôi. Đây mình sẽ nhận nhiệm vụ và nhận mảnh này. Đó, chúng ta vừa mở được 3 mảnh các bạn nhá, 3 mảnh ghép. Đó, tiếp theo thì chúng ta hoàn thành xong thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được tối đa đó chính là 10 mảnh. Đấy cũng khá là ngon. Và các bạn cũng có thể mua này, chúng ta mua bằng 500 vàng một mảnh và tối đa là 5 mảnh, hình như là 5 mảnh một ngày tối đa đây các bạn. Rồi, thì sau khi mà chúng ta mở full tất cả các mảnh trong đây thì chúng ta sẽ nhận được một cái dương một trong 5 skin này các bạn nhá. Đó, đây là một cái sự kiện chào mừng ngày lễ hội Black Friday, mình thấy cũng khá là ngon đúng không? Bên đây thì sự kiện DC cũng đang diễn ra này các bạn, mà bên đây ra mắt sự kiện khá là sớm. Tiếp theo thì có một sự kiện vào ngày Black Friday nữa mà mình thấy rất là ngon, nên là mình cũng sẽ đưa tới cho tất cả bạn luôn. Rồi, và các bạn thấy là sự kiện này này, các bạn mở dương chúng ta chúng ta có các phần quà rất là ngon và giá thì nó rất là rẻ luôn. Đó, cơ hội chúng ta mở chúng được Violet huyết ma thần, wow, xịn nhá. Rồi là Hazate tử thần vũ trụ các kiểu. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ review cho tất cả bạn xem qua nhá. Chúng ta sẽ có các cột mốc sử dụng quân huy phía bên dưới này, 170 này. Rồi là chúng ta có 360, 1890, 1400, 3300 và 5900 các bạn nhá. Rồi,
Và tiếp theo thì mình sẽ xem từng cột mốc này. Đầu tiên khi mà các bạn chúng ta sử dụng 170 con huy, nghĩa là các bạn sẽ dùng 170 con huy trong sự kiện này chúng ta mở dương ấy, thì chúng ta sẽ được tính các bạn nhé. Và sau khi mà chúng ta gọi là sử dụng xong thì bạn sẽ đần nhận ngẫu nhiên một trong các skin ở trong đây các bạn nhé, kiểu như là skin chưa sở hữu ấy. Còn bạn nào không biết là sở hữu tất cả skin rồi chắc là sẽ có giấy tuyệt xác ở trong đây rồi, thì các bạn sẽ nhận ngẫu nhiên một trong các skin này các bạn nhé. Tiếp theo thì 360 thì các bạn sẽ có skin Tara này, ui chỉ một skin thôi. Rồi 890 thì bạn sẽ có rất là nhiều skin ở trong đây mà mình thấy là toàn skin bậc S cộng thôi, bậc S cộng các bạn nhé. Đó, wow, khá là xịn nhỉ. 1400 thì các bạn sẽ có skin, ui đây chúng ta có skin hiểu hạn luôn, floor tinh hệ này các bạn ơi, ui cơ hội trúng floor tinh hệ này. Nói chung là các bạn sẽ được ngẫu nhiên một trong tám, một trong các phần quà trong đây, khá là được. Để mình dịch lại đoạn này xem khi mà chúng ta 1400 trở lên thì có phải là ngẫu nhiên hay là chúng ta được tự chọn các bạn nhé. Đây để mình các bạn có thể chọn nhận ngay một skin. Vậy là khi mà chúng ta 1400 thì bạn sẽ được chọn skin các bạn nhé, chứ không phải là nhận ngẫu nhiên nhá. Ui được nhỉ. 3900 này, 3900 thì chúng ta có rất là nhiều skin xịn sò hơn. Đây mình thấy là có skin nào ngon nhỉ. Có skin Nagroth này, skin Nagroth cũng ngon này các bạn. Mà giữa này thì mình thấy là cũng có nhiều skin ngon nhưng mà mình vẫn chưa ưng cho lắm. Tiếp theo sang 5900. Ui 5900 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều skin như là Tolen này, Tân Thần Thiên Hà này, rồi là Ngộ Không Siêu Việt 2.0, Triệu Vân này, Kỵ Sĩ Tận Thế. Wow xịn nhỏ. Ui nếu mà bạn nào mà chúng ta có gọi là điều kiện một chút xíu chúng ta mở cái dương này thì nó sẽ quá là tuyệt vời. Rồi bạn có thể chọn skin. Vậy là mình dịch ra từ tiếng Thái Lan ấy thì bên này nó ghi là có thể chọn nhận ngay một skin ở trong đấy các bạn nhá, nghĩa là chúng ta tự chọn được chứ không phải là ngẫu nhiên. Wow quá là tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ review qua nhá. Chúng ta có hai hộp, một là hộp bạc này và một là hộp vàng các bạn nhá. Và chúng ta mở một hộp lần đầu tiên ấy nó sẽ giảm giá chỉ với 19 con huy thôi. Rồi và hộp này ấy các bạn sẽ mở ra sẽ có cơ hội chúng ta trúng được skin ở trong đây. Đây các bạn thấy không, đây chúng ta có các skin và ngon nhất là chúng ta có skin của Violet Huyết Ma Thần này, kèm theo thì các bạn cũng sẽ nhận được vàng nữa các bạn nhá. Đó chúng ta nhận được vàng nữa, nhìn thấy là cũng ngon nhỉ. Đây các bạn cũng có thể trúng thẻ thử nữa các bạn nhá, hoặc là tướng này, hoặc là nhiều bạn cứ tưởng là chúng ta trúng skin luôn. Rồi và hộp bạc ở bên đây thì chúng ta cũng có trúng skin nhưng mà skin kiểu không ngon bằng cái dương bên kia. Dương bên kia đắt hơn hay là dương ngon hơn. Kèm theo thì khi mà chúng ta mở dương vàng thì cứ mỗi dương chúng ta sẽ nhận được hai vàng các bạn nhá. Chúng ta sẽ dùng để chúng ta đổi sang các skin ở trong đây. Đây tích vàng lại để chúng ta đổi skin. Đó, đây là một sự kiện khá là ngon về ngày Black Friday. Ui chất lượng đúng không? Mình thấy là cũng xịn đấy. Không biết là bên server chúng ta thì vào ngày đó thì nó sẽ diễn ra sự kiện như thế nào thì bạn chúng ta cùng chờ thôi. Mình thấy bên server Thái Lan ra một sự kiện nhận quà miễn phí này, rồi là một sự kiện các bạn lại còn chơi chúng ta nhận được rất là nhiều phần quà như thế này nữa thì cũng khá là được. Không biết là quan điểm bạn như thế nào thì nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Chào, hẹn gặp lại tất cả bạn nhá.